Việt Nam đang giúp đỡ Singapore, Malaysia tại Myanmar bằng những hành động cao đẹp, đáng khâm phục. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, Bộ Ngoại giao cùng Bộ Công an và các cơ quan đại diện Việt Nam tiếp tục các nỗ lực bảo hộ công dân tại khu vực phía Bắc Myanmar khi tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước. Cụ thể, tính đến nay, chính phủ đã tổ chức 9 chuyến bay đưa 1.020 công dân từ phía Bắc Bang Sang, Myanmar về Việt Nam. Đây đều là các chuyến bay được chính phủ chi trả toàn bộ chi phí. Không chỉ vậy, Việt Nam cũng đã hỗ trợ Ai Cập, Malaysia và Singapore khi đưa một số công dân các nước này rời Myanmar đến nơi an toàn.